Xin chào tất cả mọi người. Có một câu nói của mẹ Teresa Calcutta mà có sức lay động tâm hồn tôi rất là nhiều. Đó là chúng ta không thể làm những cái việc vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ bằng tất cả cái tình yêu thương mà chúng ta có. Chương trình Nhịp cầu sinh ngữ là cái cầu nối giúp cho tôi đóng góp một phần nhỏ trong cái khả năng còn rất là hạn chế của mình, với cái hy vọng là mang đến cho các em học sinh miền núi cái cơ hội được học tiếng Anh như các bạn miền xuôi, và với cái hy vọng là sẽ làm giảm đi một phần nào đó những cái thiệt thòi mà các em phải chịu. Thì ngoài cái hy vọng là giúp các em nói được tiếng Anh, tôi có một ước mơ lớn hơn một chút, đó là mang đến cho các em cái tình yêu thương qua cái cách gọi tên mỗi bé trong mỗi giờ học một cách ân cần, qua cái ánh mắt, qua cái nụ cười và những lời động viên mà tôi dành cho các em. Thì tôi hy vọng là với một chút tình cảm của mình, tôi sẽ tạo được động lực cho các em trong học tập. Tôi xin được ví von như thế này. Trẻ em thì nó như những cái chồi non, cần được chăm sóc và nuôi dưỡng. Nếu chúng ta không thể là cái nhựa sống cho những cái chồi non đó, thì chúng ta có thể là làm một cái giọt sương ban mai hoặc là ánh nắng buổi sớm, góp phần tăng sức sống cho và cái sự phát triển cho những cái chồi non đó. Hoặc đơn giản hơn như thế này, đối với những người cần được sự hỗ trợ của chúng ta, nếu chúng ta không thể nào mà đi hết cùng với họ cái chặng hành trình, thì chúng ta hỗ trợ họ một đoạn thôi, điều đó cũng rất là ý nghĩa. Nói về các bé trong chương trình Nhịp cầu sinh ngữ thì đa số các bé rất là ngoan, dễ thương và biết nghe lời. 2 hoặc là 3 ngày đầu thì nhát lắm, bởi vì lần đầu tiên được học tiếng Anh trực tuyến với cô. Nhưng mà các ngày sau đó thì là tham gia rất là tích cực với cô giáo. Tham gia rất là tích cực các hoạt động trong lớp với cô. Thì tôi hy vọng là sẽ có thêm nhiều người chung tay với chúng tôi để lan tỏa cái thông điệp yêu thương. Xin cảm ơn mọi người.